Cả nhà từ đằng xa thì mình cũng có nhìn thấy anh Sơn thì cũng ở trong một cái căn nhà một mình á, rách nát hết rồi. Thì bữa nay mình cũng không biết là anh Sơn đi đâu á cả nhà. Thì mình đang đi trên đường thì mình cũng gặp anh Sơn nè. Bữa hổm thì mình cũng có cập nhật anh Sơn đó cả nhà. Đây với chiếc xe đạp. Em chào anh Sơn. Dạ, đi đâu mà nhanh vậy? Cho anh xin ngắn mấy xíu à. Dạ. Đi đâu nhanh dữ vậy? Đây băng xa mới vậy. Đi băng xa mới vậy hả? Dạ. Đi băng xa làm gì anh Sơn? Đám cưới. Đi đám cưới hả? Dạ. Đi đám cưới ha. Dạ dạ. Đám cưới ai vậy? Cháu. Cháu hả? Dạ. Rồi từ sáng giờ mình ăn uống gì chưa anh Sơn? Ăn rồi, ăn cơm rồi. Ăn cơm nhà hay là ăn đâu? Cơm chỗ bên đám cưới đó. Ủa mình đi đám cưới mình đóng thùng đẹp trai vậy? Hả? Sao bữa nay mình đóng thùng đẹp trai vậy? Vậy đó. Chưa ăn tên đi nữa. Chưa ăn tên đi nữa hả? Này là bằng đêm ạ. Bằng đêm mới đóng thùng nữa. Dạ. Còn này là bình thường đúng không? Dạ. Bình thường là thấy cũng đẹp trai dữ ha. Vậy đó. Chưa tắm nước nữa. Chưa tắm nữa hả? Ôi sao mà mình đạp xe đạp mà mình đội nón bảo hiểm vậy anh Sơn? Ông đội người ta phạt á. Làm sao vậy? Ta cho đội á. Chạy xe đạp phải đội nón bảo hiểm. Dạ. Không đội là người ta phạt. Dạ. Đúng không? Đúng. Vì anh biết lực đó ở đâu? Người ta kêu đội á. Tức là người ta kêu đội. Dạ. Rồi nó người ta kêu là mình chạy xe đạp mình phải đội nón bảo hiểm. Dạ, dạ. Cũng giống như chạy xe hai bánh vậy đúng không? Phải. Xe của anh Sơn cũng là hai bánh ha. Dạ. Ủa sao thấy ở gắn mấy cái này ha. Dạ. Ủa sao mà mình sơn mâm gì màu vàng khè vậy anh Sơn? Hả? Sơn mâm gì màu vàng khè vậy? Chưa làm. Tại sao em thấy anh không đạp mà anh lại dắt bộ vậy? Bị nó cái đây bơm á. Bơm ruột á. Sẹp lát rồi. Tức là vỏ xe của mình sẹp á hả? Dạ dạ. Dạ. Thì sao cho em hỏi nè. Cái xe của mình á sao mà chế nhiều thứ vậy anh Sơn? Hả? Xe sao cái này là ba ga hả? Dạ. Ngồi được không? Cái đó ngồi không được, đậu chở đậu. Ngồi không được mà chở đồ thì được hả? Dạ. Chiếc xe này đẹp ha. Chở gạo vậy đó, 10 kg, 20 kg vậy đó. Chở gạo 10 kg, 20 kg thì được. Dạ. Không? Dạ. Ủa em thấy cái sên nhông dĩa này mới thay hả anh Sơn? Hả? Sên nhông dĩa nè. Dây sên nè. Cái sên này mới thay đó. Mới thay hả? Cả nhà mới thay ha. Yeah. Rồi trong cái bao là cái gì vậy anh Sơn? Hả? Bao đó là cái gì? Bao sắt bao vậy không á. Sắt hả? Bao dây cá. Ủa thì sao mà mình đi đám cưới mà mình phải lụm phế liệu nữa ha anh Sơn? Giờ cũng bằng đêm ta dục chạy nhóc nè. Sao? Chạy nước suối á. Bằng đêm người ta bỏ chai nước suối nhiều. Ta hút gác cá. Hút gác. Ta đợi thông báo á. Rồi còn mấy cái xác rồi mấy cái đồ nhựa này anh Sơn lụm ở đâu mà nhiều quá vậy? Hả? Lụm ở đâu mà nhiều quá vậy? Chúng đó người ta lấy ra cho. Người ta lấy ra cho hả? Dạ. Tức là người ta thấy anh Sơn đi lụm người ta lấy ra cho hả? Dạ dạ. Rồi nguyên một bao này mình bán khoảng bao nhiêu tiền? Không biết nữa, ta cân ký á. Cân ký hả? Sắt hơn mụn sân á. Sắt thì khác. Mũ thì khác. Dạ dạ. Sắt bây giờ 1 ký bao nhiêu? 4 ngàn, 5 ngàn vậy đó. 4-5 ngàn. Dạ. Rồi còn mũ? Mũ 2 ngàn, 3 ngàn vậy đó. 2 ngàn, 3 ngàn gì đó hả? Dạ dạ. 2-3 ngàn thôi. Dạ. Rồi nguyên một bao đó thì chắc cũng được 10 ký không? Chưa biết nữa. Nếu mà tính hết á, luôn sắt luôn mũ á. Cửa cửa đó. Cửa cửa đó à. Dạ. Vậy là mình tính bình quân là cũng 50 ngàn à. Dạ. Ủa mình vừa đi đám cưới mà vô tiền ha. Dạ. Hay vậy ta? Xin ta không á. Xin ta không à? Dạ, không xin ta. Đợi cho báo có xe ly gác đổ bếp hết luôn. Tức là mình xin người ta. Không thôi là người ta đổ vô cái thùng rác hết luôn ha. Dạ dạ. Rồi với cái chiếc sọt này mình để gì được không? Thấy nó mềm vậy. Cái đó là để cái thuốc vậy đó, để trong đó mà nước uống rồi đó, để trong đó luôn á. Tại nó gần một cái chảy chứ tọt. Sao? Giờ chẳng đã xài lúa mà chưa một á.
À, nó đứt dây mình chưa cột. Ủa tại sao thường thường cái xe của người ta là người ta buộc người ta bắt con bù lon con tán không mà sao của chú lại buộc dây chì vậy? Tại không có bù lon mà. Không có bù lon. Ủa thì sao cái này mình phải buộc dây nữa anh Sơn? Ừ? Cái này nè, cái chỗ bằng đạp nè. Sao mình phải buộc dây vậy anh Sơn? Cột cho nó không cột là đạp không được đó. Sao vậy? Mà nó tét ra. Ủa sao em thấy là người ta đạp xe đạp thiệt nhưng mà người ta không có buộc dây như vậy. À, cái chỗ bằng đạp á. Bằng đạp ngay mà không cột nó tét ra đạp không được. À nó bung ra hả? Bung ra. À vậy là buộc cho nó dính lại. Dạ. Vậy là mới đạp được. Được. À nó bung ra đạp không được nó bay á. Cái đạp á. Rồi bà con cô bác trong xóm ở đây á có ai muốn mua xe của anh Sơn không? Không biết nữa, có ai hỏi đâu. Không có ai hỏi hả? Dạ. Nếu mà xe này mình bán là khoảng giá bao nhiêu anh Sơn? Không biết. Bây giờ lên giá bán luôn. Không bán đâu. Hả? Không bán đâu. Sao vậy? Để cắt. Đi đâu đạp đi. Bây giờ cô chú thấy thích xe của anh nè, anh chế nè, ở đây rồi thêm cái ba ga ở sau nữa nè. Yeah. Anh chế thấy đẹp quá cho nên là cô chú thích nè. Yeah. Ủa, cái này phải có bóng đèn đó hả? Đúng rồi, đang biến đó hả rồi. Ồ hồi đó là nó có sáng không? Sáng rất là đẹp biến vô. À, sáng. Yeah. Vậy luôn hả? Yeah. À, nên là cái này là bóng đèn ha cả nhà. Yeah. Đèn ở sau nhìn thấy đẹp ha cả nhà. Yeah. Ủa sao hai cây sắt này là sao vậy? Hả Sơn? Hả? Hai cây sắt này nè. À, hai cái sạc này chưa cột lên á. À, chưa cột á hả? Như chị á. À, có như chị đó. Như chị ha. Mới gặp đi nè. À, mới để dây sên thôi. À. Ừ. Còn cái này là cứng ngắc nè cả nhà. Cứng á, độ 20kg chở được á. 20kg chở được luôn á. Dạ. Cái gì ta? Chở gạo nữa. Ừ. Ta cho là chở. Ta cho thì mình chở. À. Rồi người ta không cho thì sao? Không chơi thì mình đạp. Mình đạp ơn. Đạp mình ơn. Đạp mình ơn hả? Ừ. Bây giờ anh Sơn có thể là đạp cho em thấy một vòng được không? Không. Sao? Không được đâu. Sao đạp không được? Dạ. Sao đạp? Không được. Sao vậy? Chưa làm, chưa... Cái nó làm chưa rồi á. Chưa làm chưa rồi hả? À, cái này vô cấm cả luôn á. À không đó, không có vô đâu. Không, đạp không được đâu. Đạp không được. Nào đi. Đã, bây giờ để bao đó xuống anh đạp thử xíu cho em thấy được không? Cái bao này em chở đi về cho anh Sơn luôn. Ừ. Không phải cái rồi. Anh Sơn đạp em mà. Đạp được mà từ từ. Ở đạp từ từ á. Thử coi. Em thấy xe này đẹp quá nè. Ừ. Tính cho giá bán được không? Không bán chưa, hả? Chưa chưa. Không bán luôn hả? À? Để lấy xuống cho. Ui sao nặng vậy? chưa ở nhà cái này là hồi sao sợi dây gì nữa dây cột báo á dây cột báo hả à, sợ nó vuột hả ừ. À hồi sao rồi thử đạp một vòng cho bình thấy coi đạp đi một xíu thôi tới cái xe màu xanh xanh đó được rồi à đạp đi rồi đạp quay lại đi đây cả nhà đạp đi lên đạp á vâng hả lại mới đạp rồi rồi chưa rồi đạp đi đạp quay lại rồi dạ. Thử rồi xe cũng còn ngon với ta rồi đạp ơi dạ. À, anh Sơn đạp xe nè ha dạ. Đi luôn ủa nhanh dữ vậy tại nhanh anh hả rồi ủa có thắng luôn hả dạ. Có thắng luôn hả dây thằng luôn á xe có thắng luôn dạ à xe có thắng luôn ha dạ vậy thắng ăn không mình thắng. Mới sửa hả thắng này dạ ồ mới để luôn nè dạ. Ồ cái cổ cũng mới để luôn hả dạ dạ ồ mới thay hết ha dạ à mình thay lâu chưa anh Sơn đi hồi sáng nữa hả đi hồi sáng cho ta thao ra mình lại đám cưới à cho người ta thay hồi sáng mình để là mình đi đám cưới yeah. À, cháu của mình yeah, rồi yeah. Không có ai chở hả hả không có ai chở anh Sơn hả chưa đi nữa dạ chị chưa đi tôi mới đi nữa tôi mới đi nữa yeah. Còn hiện tại bây giờ thì anh Sơn dạ yeah.
đi xe đạp tàn tàn trước hả? À? Để thế vậy chứ. Nặng không? Nặng lắm. Nặng. Phải buộc đâu, đâu có gác đâu. Mình buộc cho này ta nhôm hồi nọ nó lẹt á. À, xuống xuống dốc kia sợ gớt hả? Dạ, dạ. À, vô nhà không được ha. Dạ. Ê, cái nhà nhà của anh Sơn cũng gần đây à cả nhà. Hả? Nhà của anh Sơn cũng gần ở đây ha. Dạ, dạ. Dạ. Thì được trước á, nhà của anh Sơn thì sống một mình đó cả nhà. Dạ, dạ, dạ. Dạ, thì dạ. Nhà thì tự làm bằng cái gì? Bằng thùng mút hả? Dạ. Nhà đúng tự rồi. Làm bằng thùng mút. Dạ, biết rồi. Đó, thì cho nên là anh Sơn đi đám cưới thì cũng có lượng phế liệu ha. Cái chai này kia ha cả nhà. Dạ. Thì thôi vậy là anh về đi. Dạ, thì dạ. Có gì em vô nhà của anh cập nhật sau ha anh Sơn. Dạ dạ. Rồi anh về dạ. Đi. Dạ. Cái này nè. Dạ. Rồi dạ. Cảm ơn anh ha. Rồi. Dạ dạ dạ. Về đi. Dạ. Dạ dạ dạ. À tối mới đi. Rồi dạ. Xíu nữa có gì lát con vô nhà chú anh Sơn luôn ha. Dạ dạ. Rồi rồi cả nhà ơi anh Sơn về ha. À. Anh ấy dắt bộ thôi cả nhà.